Tiếp theo, phần là tiến hành lưu trữ những image đã lấy xuống. Với mỗi container chúng ta đã từng chạy thì một cái image được lấy xuống và lưu trữ tại máy chúng ta. Để đảm bảo rằng hệ thống chúng ta không bị đầy lên, chúng ta cần phải tiến hành lưu trữ, sau đó thì dọn dẹp. Để xóa các container image, chúng ta dùng câu gọi là Postman RMI. Chú ý rằng câu này lệnh này làm việc với container không được sử dụng nữa. Nếu Postman RMI đưa ra thông báo lỗi, hãy đảm bảo rằng cái container đó đã được dừng lại và được bị xóa đầu tiên. Chúng ta sẽ xem ở bài 26 gạch 2 để xem cụ thể làm nào. Đầu tiên thì ta sẽ kiểm tra những cái registry đang sử dụng nào. Postman Postman info rồi grab this. Đây là có là set hết hết thêm một dấu trừ a đây có à không được thiếu là 5 được. Vậy hiện tại là chúng ta đang có là ba cái registry asset này io và docker.io thì ra cái thôi, còn thằng trên thì không hiểu sao không vào được, chắc có cái tài khoản riêng, cái tài khoản hiện tại của developer không vô vào. Tiếp theo ta sử dụng Postman login đi theo win red hat account credential Postman login xem cái mật khẩu tài khoản đó. Tài khoản của ấy còn không. Đây rồi. À rồi. Postman login registry sh con. À, được rồi đây. Xong. Chụp rồi đấy. Vẫn được. Sau đó ta thử tìm kiếm cái thằng UBI xem thế nào. Postman search search là có mấy cái universal bay đây 9 này GDK on runtime này được rồi thì ta sẽ kiểm tra cái lỗi này để kiểm tra thông tin về container image. Ta sẽ gõ thử Scorpio inspect Scorpio inspect Docker 2 chấm chéo chéo redhatasset.com page rồi rồi com chéo UBI 9
Đây là thông tin gì nó đây? Đã có là kiến trúc 2.4 này, version này, image này, đặc biệt nhiều này, report tag này, nó cũng như thằng Postman thôi, Postman Inspector, mô tả này. US này, phần ship này, environment này, không thằng quân có thằng comment này, sửa đêm quá. Chúng ta sẽ phun thử xuống và kiểm tra. Postman pull page chéo BI9 nhỉ. Sau đó ta dùng lệnh post và image để kiểm tra image liệu nó có chưa. Sau đó inspect nó. Rồi. Sao nó có rồi không? Có đây, để nó sửa xem nó inspect nó. Thông tin nó cũng như thế thôi. Nhiều hơn đấy, nhiều hơn đằng kia. Nhiều hơn Scorpio. Rất chi tiết luôn.